cực thì một cái lỗi nó cực thì làm khiến khiến mình là nó khiến mình cực kỳ là kiểu à kiểu là nó nhét nữa này một nữa luôn. Bình thường các bạn ấn nút F là cái nó xuất hiện, nó sẽ ở bên năm 1989 là chúng ta sẽ có xuất hiện cái nút Start đúng không? Không không và mình và ở năm 2022 mình đã thử ấn nút Start như thế Start và nó là như thế này, nút F và nó đang như thế này và sau khi bạn ấn như thế này á đó, khi bạn thích ra và ấn Reset Quick mọi người thấy sao? Nhưng năm 2022 cái chuyện gì năm 1989 mọi người thấy sao? Để giải quyết là chuyện gì năm 1989 đây có cái bạn xem nè đó năm 1989 đó